Một người chết tại chỗ, ít nhất 7 người khác bị thương sau vụ tai nạn liên hoàn xảy ra hơn 7 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 2019 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Khi xảy ra tai nạn, xe container đang chạy theo hướng Nam Bắc đến xã Quảng Tân, xe này bất ngờ đâm vào đuôi xe bán tải lưu thông cùng chiều. Tiếp đó, xe container mất lái tông vào giải phân cách nên bị lật nghiêng và lao sang làn đường ngược lại, va chạm với hai xe máy rồi đâm vào một nhà dân ven đường mới chịu dừng lại. Trong khi đó, xe bán tải bị đâm từ phía sau nên bị đẩy lên phía trước, va chạm vào đuôi xe ô tô do anh Nguyễn Thanh Bình, 41 tuổi ở tỉnh Nghệ An điều khiển. Lúc này, trên xe ngoài anh Bình còn có hai người khác. Tai nạn khiến tài xế container bị mắc kẹt trong cabin, được người dân đưa ra ngoài nhưng đã chết. Ít nhất 7 người trên hai xe ô tô và hai xe máy bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng, đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Bấm chuối vậy rồi, chỗ ngàn, ngàn. Thì bà nghe thấy tiếng như nào? Nghe thiên xạo xạo xạo, cái cứu động mạnh lắm. Bà không biết là nguyên nhân cái gì mà đứng tại bà ngố. Và thấy cái từ thấy xe chứ lao nhà thôi. Xe gì ạ? Xe bà, xe bà nữa nè. Rồi là bắt đầu bà với tư thế mà chạy ra sau để ra vô nhà để bế cháu. Bế cháu là bế cháu đi chạy nè. Đến chờ bà cũng chưa hết hồn hoàn cái này. Lúc đấy là sợ quá. Sợ quá cho đến chờ bà cũng chưa. Lúc đó là anh xin bật xi nhan, xin quay đầu thì anh sẽ bắt đầu sang đường. Thì bên trước đấy là có mấy cái xe máy thì anh đi chậm lại, thì anh bật xi nhan sang đường thì sáng gần hết đường thì là nghe tiếng đấm phía sau. Thì lúc đó là anh biết gì nữa, bởi vì khi đó là thấy xe hất bay qua bên này đường rồi. Thì là lúc xuống xe thì thấy mọi người là 3-4 cái xe nằm ngổn ngang dưới đường ạ. Vụ tai nạn đã khiến quốc lộ 1A bị ách tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến phân luồng để giải quyết ùn tắc. Đến 11 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường và giải phóng hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng triển khai.